Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản tin tuần. À, sau một tuần giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản tin à, tổng hợp phân tích bộ ba tham số chung của thị trường. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng và như thường lệ thì à, các anh chị cũng nắm được những cái nội dung hết sức là cơ bản. Thế thì ở trên kênh à, YouTube thì Hùng đã có hai kênh để chúng ta à, thường xuyên trao đổi với nhau. Kênh khoán diễn Vinh đương từng con sóng mỗi tuần sẽ có một bản tin tuần. Còn đối với kênh Hùng Lê Chứng Khoán thì như các anh chị biết rồi hàng ngày thì Hùng sẽ có một bản tin view bộ ba tham số chung của thị trường Ví dụ kết thúc phiên giao dịch ngày 21 thì Hùng sẽ làm bản tin để dự báo phiên giao dịch của ngày 22 Hoặc là ví dụ kết thúc phiên giao dịch của ngày 20 thì Hùng sẽ làm video để dự báo xu hướng của chỉ số VN Index ở phiên ngày 21 Đó phiên tiếp theo thì các anh chị có thể search từ khóa hùng lê chứng khoán và chúng ta đăng ký kênh và chúng ta vào mục video video ở đây để chúng ta xem ở tất cả các bản tin và trên trên cái 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 cái, cái kênh này ấy, thì có hai phần phần thứ nhất thì hùng có phân tích các bản tin tuần và phần thứ hai thì hùng có phân tích một số các mã cổ phiếu tiềm năng đó một số các mã cổ phiếu tiềm năng ngoài cái việc là chúng ta phân tích bản tin tuần rồi thì cũng sẽ lọc ra một số các cái ý rất là cơ bản thôi ngắn gọn thôi để chia sẻ với các anh chị em ở góc nhìn ở những cái trạc kỹ thuật rồi ngóc nhìn cơ bản của cổ phiếu rất đơn giản và các anh chị em nhà đầu tư chúng ta nếu như chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta cũng chỉ cần xem mà chúng ta sẽ hiểu được những cái kiến thức rất là cơ bản và không có một cái vấn đề gì cả còn anh chị lưu ý đối trước khi mà đi vào cái bản tin phân tích tuần này thì có một cái điểm rất là quan trọng các anh chị đây chúng ta xem lại video video khoảng đây các anh chị chúng ta vui lòng xem lại cái video ở ngày 18 tháng 3 Lúc đó thì khoảng tầm 14 à 13 giờ 47 phút. Đó, sau 1 giờ 30 phút thì ông Lê quan sát thấy một số các tín hiệu kỹ thuật của thị trường. Thì các anh chị lưu ý là chúng ta xem video này để chúng ta hiểu được bản chất ở trong tuần vừa qua. Hệ quy chiếu của thị trường chính là 13 giờ 30 phút phiên ngày 18 tháng 3. Tại sao Hùng lại nói như vậy? Bởi vì tại cái thời điểm đó thì Hùng đang nhận diện thấy là phái sinh đang có ở vùng 1220 đến vùng 1225 điểm và khả năng tại cái thời điểm này thì chỉ số phái sinh của chúng ta sẽ bắt đầu chuyển pha xu hướng và bắt đầu phục hồi là cái điểm thứ nhất. Và tại cái thời điểm đó thì Hùng nhận diện thấy dòng tiền chờ mua, mua chủ động bắt đầu tăng và cái tín hiệu dòng tiền chờ mua và dòng tiền mua chủ động đó, đó giúp là một trong những cái tín hiệu để giúp cho Hùng Lê phân tích rất nhiều các chân sóng rất nhiều cái chân sóng ở trên thị trường và các anh chị có thể xem lại ví dụ chân sóng ngày 1 tháng 1 11 của năm 2023 đó chân sóng 12 tháng 3 các anh chị trong tháng 3 thì Hùng cũng đã có phân tích một chân sóng ngày 12 tháng 3 đó, đúng không ạ và đến chân sóng ngày 18 tháng 3 thì Hùng tiếp tục phân tích điểm xoay chiều các anh chị và rất chia buồn với những anh chị em nhà đầu tư chúng ta bán ra cổ phiếu ở phiên chiều của ngày 18 tháng 3 và chúng ta bán đúng bẹn luôn chúng ta bán đúng cái vùng hỗ trợ thấp nhất của thị trường đúng cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu luôn chỉ vì một lý do đó là tin đồn và các chị các anh chị biết rằng là cái câu chuyện là 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 liên quan đến bác hưởng đúng không ạ đấy là sau đó thì ngày 20 20 tháng 3 thì báo VN Press đưa tin đó thì cái câu chuyện là cái tin đồn đấy nó nó không có giá trị gì cả các anh chị và đàn kiều đàn kiều ở trên thị trường và các anh chị em nhà đầu tư không có những cái nền tảng kiến thức tốt, không hiểu về bản chất thị trường, không hiểu chỗ nào là đáy, chỗ nào là 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 không cần bán chỗ nào đấy. Và các anh chị xem cái nội dung bản tin này để chúng ta hiểu được à như vậy trong cái bản tin đó. Thì Hùng Lê đã khuyến nghị những cái gì, Hùng Lê đã nói những cái gì. Và đặc biệt là cái điểm xoay chiều của chỉ số VN Index ở quanh vùng 1220 điểm cộng trừ hai Và đặc biệt là cái điểm xoay chiều của chỉ số phái sinh ở quanh vùng 1220 điểm đến vùng 1225 điểm và một cái điểm nhấn nữa trong cái bản tin video đó và bản thân phía sáng thì cũng đã có phân tích rồi đó và uh, trong cái video này thì như vậy là nó chứa đựng cái câu chuyện đó gì tất cả các anh chị chúng ta hạn chế bán ra và chúng ta không bán ra vị thế cổ phiếu nữa và các anh chị đang nắm cái gì đang cầm cái gì các anh chị mua thùng lên. và các anh chị để ý thấy là ví dụ dòng bất động sản này rồi chứng khoán này thép này đầu tư công này, bất động sản dân cư này, rồi tất cả các mã cổ phiếu đều phục hồi từ phiên chiều của ngày gọi là cái cây nến giờ của từ 13 giờ đến 14 giờ của phiên chiều ngày 18 tháng 3 là bắt đầu phục hồi và kể từ đó là nó kéo phăng phăng thôi. và vô hình dung là chúng ta không hiểu được bản chất thị trường, không hiểu được cái gì cả các anh chị và chúng ta bán đúng đáy rất đau, đó, rất đau luôn. đấy. thì ví dụ như đây cho các chị em thấy một một cái cái, cái ví dụ thôi. đấy. ví dụ mã cổ phiếu MvG chẳng hạn. à chúng ta xem đó thì cái phiên ngày 18 đây và ngày 20 thì nó tích lũy đúng không ạ 18 nó tích lũy sau phiên ngày 19 và nó tích lũy đúng cái vùng ở đây là vùng 45.5 đến vùng 16 và sau đó nó phục hồi và nó hoàn thành được cái target tuần hùng đặt ra ở vùng 49 thì có phải là các anh chị bán ở trong phiên ngày 18 19 đúng không ạ thì chúng ta bán đúng đấy và rất rất nhiều các mã cổ phiếu và cam đoan với các anh chị là tín nữa phân tích thì cái hệ quy chiếu của chúng ta là chiều ngày 18 tháng 3 cây đến giờ đầu tiên của phiên chiều tức là kênh đến giờ từ 13 giờ đến 14 giờ và tại thời điểm hùng lên video là 13 giờ 47 phút ngày 18 tháng 3 thì các anh chị có thể vui lòng xem lại cái video này để chúng ta nắm được các anh chị chúng ta nắm được bản chất thị trường và với những cái góc nhìn với những cái sự chia sẻ rất là kịp thời thì hùng cũng mong rằng các anh chị em nhà đầu tư À, chúng ta sẽ đón nhận những cái góc nhìn đó để làm sao à, chúng ta có được những góc nhìn tốt nhất tối nhất trong cái quá trình đầu tư thế thôi đơn giản thì có như vậy thôi chứ cùng cũng uh, không có lùa gà lùa vịt không có gì cả các anh chị và chúng ta tránh những cái uh, tranh luận về mặt quan điểm và tất cả những cái gì mà hùng chia sẻ với anh chị đó là những cái giá trị mà uh, chúng ta đã uh, vấp ngã chúng ta đã đi qua và bây giờ thì chúng ta trưởng thành và chúng ta cố gắng uh, tham khảo thêm uh, nhiều các cái nguồn ở trên thị trường các anh chị nhé để làm sao chúng ta có được một cái hành trình đầu tư tốt nhất và tối ưu nhất và các anh chị đăng ký kênh Hùng Lê chứng khoán để tiếp tục cập nhật những cái video tiếp theo và hàng ngày thì chắc chắn rồi có một bản tin và có thể có thêm những cái phân tích về các cái mã cổ phiếu ví dụ cổ phiếu PET này ví dụ cổ phiếu VSC này ví dụ mã cổ phiếu SGP này rồi mã cổ phiếu KBC KBC này đó rồi ở đây có mã cổ phiếu FCN này rồi cổ phiếu htn này cổ phiếu mansan này cổ phiếu G này đó chúng ta có thể có rất nhiều ờ à, vâng đó có rất nhiều các anh chị có thể xem lại rồi và uh, nội dung chính của bản tin tuần này thì như vậy là hùng lê vẫn tiếp tục uh, các anh chị ở uh, phần 1 chúng ta sẽ view bộ ba tham số chung của thị trường ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản từ nhóm trụ bất động sản khu công nghiệp nhóm thép nhóm ngành đầu tư công nhóm ngành bất động sản dân cư nhóm ngành chứng khoán và còn thời gian thì cũng sẽ tổng hợp lại một số các cái thông tin và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì lưu ý tất cả những cái nội dung mà hùng lê phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân hùng lê vì vậy uh, nhà đầu tư của chúng ta sẽ uh, cân nhắc trước khi xem và cân nhắc trước khi áp dụng và chúng ta cần tổng hợp nhiều các cái nguồn thông tin các anh chị nhé ở trên quan điểm như vậy để cho nó happy rồi ok à, chúng ta đi vào cái nội dung chính của bản tin tuần ngày hôm nay chỉ số VN Index từ phiên giao dịch ngày 18 đến ngày 22 tháng 3 ở đây chúng ta cũng đang view cho các anh chị ở đây là trên chạc kỹ thuật giờ thì như cũng đã có phân tích rồi phiên ngày 18 tháng 2 chúng ta ở uh, tin đồn các anh chị tin đồn và sau khi mà chỉ số VN Index của chúng ta bị mất ở vùng 1247 đến vùng 1250 ở đây cây đến giờ bị sọt thủng ở đây thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta về đến vùng 1220 cộng trừ 2 điểm và nó chạm đến cái vùng 1222 điểm đây thì chỉ số VN Index của chúng ta bắt đầu bật lên và quá trình bật lên đó thì Hùng bắt đầu Ờ, phân tích cái target kỹ thuật lên vùng 1250 và tại vùng 1250 thì các anh chị nhìn thấy những cái điểm gì những cái điểm test quay trở lại và cái điểm test kỹ thuật cực đẹp ở trong phiên giao dịch ngày 20 tại vùng 1235 điểm và sau đó thì chỉ số VN của chúng ta vượt thoát lên được trên vùng 1250 test tích lũy hai cây đến giờ ở vùng 1247-1250 và tiếp tục phục hồi và đến tại thời điểm hiện tại thì như vậy đến phiên ngày hôm nay phiên ngày 22 thì chính thức chỉ số VN của chúng ta hoàn thành mắc target kỳ vọng các anh chị và trong cái video của phiên ngày hôm qua thì cũng có sự báo là phiên ngày hôm nay thì chỉ số VN Index chúng ta sẽ tiến đến vùng 1285 điểm cộng tức là sẽ vượt lên trên 1285 và cây nến giờ đầu phiên thì chỉ số VN Index của chúng ta đã lên đến vùng 1291 điểm. Sau đó thì chỉ số VN Index quay trở về chỉnh cung, test cung và các cái điểm test cực đẹp luôn. Bốn cây nến giờ chỉ số VN Index chỉ test trên vùng 1280. Cá biệt cây nến giờ kết thúc phiên thì có thời điểm thủng 1280 nhưng rút chân lên vẫn là vùng 1281.8 tức là quanh vùng 1282 với động thái hiện tại như thế này chỉ số vn index dự kiến <laughs> tuần tới chúng ta sẽ uh, tính toán hai cái điểm đó là vùng 1275 điểm xa hơn sẽ là vùng 1260 ở uh, vùng 1265 đến quanh vùng 1270 test tỷ lũy thành công của vùng này thì như vậy là gì nhiệm vụ tiếp theo chỉ số vn index của chúng ta tiếp tục vượt vượt cạn ở vùng 1290 điểm để có thể đi về đến một cái ngưỡng target kỹ thuật cao hơn ở vùng 1295 đến quanh vùng 1300 điểm đó là target tuần tới và cái câu chuyện là tạo lập họ có đánh vượt 1.300 điểm hay không thì chúng ta sẽ cập nhật thêm ở trong các bản tin của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới. Đối với chỉ số VN30, ở đây các anh chị, đúng phiên giao dịch ngày 18 và khi sau khi mà chỉ số VN30 chúng ta bị thất bại ở vùng 1247 á thì nó lùi về và cái điểm lùi về thì nó cũng rất là đẹp các anh chị, nó lùi về đúng vùng 1215 đến vùng 120 Sau đó nó phục hồi và sau cái điểm phục hồi đó thì phiên giao dịch ngày 19 đúng không các anh chị, Hùng đã có phân tích các anh chị một cái điểm điểm rất hay cái điểm này điểm rất hay các anh chị và điểm này là điểm mẫu chốt tức là dò cái điểm canh xu hướng điểm canh xu hướng một nó tạo ở trong phiên uh, giao dịch ngày 18 và uh, 18 tháng 3 đúng cây nến giờ đây các anh chị. Cây nến giờ từ 13 giờ đến 14 giờ, 14 giờ đến 15 giờ của phiên giao dịch ngày 18, hai cây nến giờ kết thúc phiên, cực đẹp luôn. Và sau đó thì cũng có phân tích cái biên 1225 đến vùng 1230, chỉ số VN30 chúng ta test tích lũy thành công và tại phiên giao dịch của ngày 20 thì tuyệt vời rồi, các nhà ơi, chúng ta sẽ bắt đầu, á, bắt đầu dâng cái target kỹ thuật lên và uh, qua hàng ngày thì các anh chị nắm được những cái nội dung rồi. Và trong phiên giao dịch của ngày 22 thì cũng đã có dự kiến chỉ số VN30 chúng ta sẽ có gáp tăng lên khoảng quanh vùng 12 85 đến quanh 1290 và sau đó nó chỉnh cung đi lấp gáp và cái điểm mắc nó đạt được ở quanh vùng 1295 rất là đẹp và đây đang là những cây nến giờ gì? À, quay trở về chỉnh cung tích lũy và bản thân thì những cái điểm mà lấp gáp của chỉ số VN30 cực đẹp luôn nó lấp trên vùng 1280 cây nến giờ kết thúc phiên có thời điểm mất 1280 nhưng rút chân lại vùng 1284 như vậy rất là happy và với góc độ kỹ thuật hiện tại như thế này ở chỉ số VN30 dự kiến sẽ test lại quanh vùng 1270 đến vùng 1275 điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở quanh vùng 1260 1265 nôm na là gì chúng ta có vùng một ở cái thuật tuần ở đây tuần tới test tích lũy thành công ở các cái mẫu hỗ trợ cái tuần này đúng không ạ thì Hùng lên sẽ tiếp tục đẩy cái target tuần của chỉ số VN30 lên vùng 1.295 đến vùng 1 300 điểm và đẹp đẽ nữa thì có thể kéo lên ở qua quanh vùng 1.310 điểm và sau đó thì sau đó thì chỉ số vn30 của chúng ta sẽ đi chỉnh cung lấp cáp thì đó là chúng ta kỳ vọng của tháng tuần bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số vn30 1 m đây là bức tranh tổng quan thì nhung đã có phân tích ở trên bản tin tuần đúng không ạ à, các cái điểm dự kiến chỉnh cung ở quanh vùng 1242 và phiên giao dịch của ngày thứ hai nó 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 thủng ở vùng này thì như vậy là hùng đã có phân tích cho các anh chị ở vùng một 1220 đến vùng 1225 thì cái 13 giờ 47 phút đấy các anh chị đây là 13 giờ đây là 13 giờ và 13 giờ 47 phút thì sau khi mà cái cây nến 13 giờ nó bật lên á thì cũng có uh, định hình được ở một cái vùng 1220 đến vùng 1225 và các anh chị thấy là phái sinh nó sai ở trong phiên ngày 18 19 và đến phiên ngày 20 thì nó bứt thoát qua vùng 1235 điểm và cái điểm 1235 này chính là mẫu chốt các anh chị chính là mẫu chốt của vấn đề đó chính là mẫu chốt của vấn đề và các anh chị xem các cái bản tin phân tích hàng ngày của hùng lê thì các anh chị hiểu được là mẫu chốt nó nằm như thế nào rồi đúng không ạ và sau khi mà chỉ số phá sinh chúng ta bứt được vùng hai ba rồi thì ok rồi như vậy là chúng ta lần lượt xây và đến phiên giao dịch của ngày hai 20... ngày hai tháng 3 ở phiên ngày hôm nay thì như vậy là hùng lê cũng đã có những cái sự định lướng định hướng định lượng về mặt uh, góc độ kỹ thuật đó là gì uh, dự kiến test này các cái điểm test về vùng 12 1268 và đến vùng 1270 và điểm sâu hơn vùng 260 nhưng gần như chỉ số phạt trong test lấp xong và như vậy là nó kéo vượt lên ở vùng 1295 đến vùng 1 bạn 1.300 điểm đây thì đây là vùng cản các chị điểm 1 chạm cản và nó test lại vùng 2 thì nó cũng test cực đẹp luôn ở vùng 1275 đến vùng 1280 xong long 2 và nó lại test lại vùng 1275 1280 và đóng cửa ở vùng 1284.5 như vậy là phái sinh cũng hết sức là tích cực với góc độ như thế này thì tuần tới ông sẽ dự báo là gì? chúng ta sẽ lấy tiếp một vùng 1270, 1275 hỗ trợ kỹ thuật của phái sinh, điểm sau hơn sẽ là vùng 1260. Test tích lũy thành công ở vùng này, mục tiêu chúng ta hướng vùng 1295 đến vùng 1300 điểm và đẹp hơn nữa thì có thể view lên ở vùng 1310 điểm. Ok. Bây giờ chúng ta nhìn qua một tí theo về chỉ số VN Index ở trên chạc kỹ thuật ngày thì Nhung đã có phân tích cho các anh chị rồi, mô hình tam giác đúng không ạ? và cái mô hình tam giác này khá là hay đó có những cái vùng hỗ trợ dưới ví dụ vùng 1230 ở đây là vùng 1220 cộng trừ 2 điểm đây các anh chị này hỗ trợ này đây hỗ trợ này thì cái trạm hỗ trợ này nó bật lên và hiện tại thì chúng ta có ba cây nến nếu chúng ta tính cả cây nến này là cây nến rút chân thì như vậy là chúng ta đã có một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên chỉ số vn index của chúng ta phục hồi và đây là một cây nến doji với bóng trên và bóng dưới khá bóng trên dài hơn bóng dưới các anh chị cho thấy rằng là thị trường của chúng ta cũng bắt đầu có một cái điểm cản kỹ thuật ở đây đó là vùng 1.285 đến vùng 1.290, 1.300 điểm ở đây và có thể tuần tới thì như vậy là chỉ số VN index của chúng ta có những cái điểm kéo chạm kênh tức là nó sẽ chạm, kéo chạm lên đến khoảng quanh vùng 1.300 điểm ở đây rồi có thể nó sẽ có những cái nhịp túc tác chỉnh cung và cái câu chuyện hiện tại ở đây là bây giờ ranh giới giữa anh hùng và tội đồ thì chúng ta chia sẻ tiếp là ranh giới giữa anh hùng và tội đồ gì thì trong trường hợp cũng có thể hoàn toàn một à, tạo lập họ sẽ chơi một cây nến như thế này các anh chị đó họ sẽ chơi một cái nến tuần như thế này bật lên trên khỏi kênh xu hướng và sau đó thì nó test lại kênh xu hướng vậy thì trong trường hợp nếu đi theo kịch bản này thì các anh chị cứ bình tĩnh nó kéo qua rồi nó sẽ test lại và chúng ta sẽ tìm cái điểm cân bằng đó và cái điểm cân bằng đó sẽ là điểm mà chúng ta có thể dự báo là gì ở thị trường của chúng ta sẽ bắt đầu mở một cái trend kỹ thuật mới đó, nó vượt lên ở trên cái vùng 1.300 điểm để nó đi về khoảng quanh vùng 1.350 đến khoảng quanh vùng 1.360 Vậy thì đây cũng là một kịch bản khá là hay và chúng ta sẽ theo dõi thêm cái kịch bản này. Còn trong trường hợp nếu như nó chạm vùng 1300 điểm, đó mà nó không không bứt toa được và nó bắt, bắt đầu nó quay lại chỉnh cung thì như vậy là gì? Có thể là gì? Nó lại tiếp tục quay trở lại vùng 1247 đến vùng 1250. Thì ở đây là những cái kịch bản này thì chúng ta cứ đưa ra như vậy để làm gì? Để chúng ta theo dõi và trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục phân tích và cập nhật các anh chị nhá, bởi vì hàng ngày chúng ta có những cái uh, rum uh, đúng không để chúng ta trao đổi và hàng ngày chúng ta có những cái bản tin rồi Nội dung chính của bản tin tuần à, Các anh chị lưu ý nha Hùng nói nhắc lại một lần nữa này Trước khi mà đi vào nội dung bản tin tuần này á, Hệ quy chiếu là cây nến giờ từ 13 giờ đến 14 giờ phiên ngày 18 tháng 2 Và tại thời điểm đó thì Hùng Lê khuyến nghị là gì Ai đang có hàng gì chúng ta bắt tê cộng các anh chị Và đó là cái điểm xoay chiều thị trường Đó là cái điểm mà tất cả các mã cổ phiếu phục hồi Lưu ý là như vậy Ok Đối với MVDUG ở trong tuần chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tích cực ở phiên ngày 18, 45.5 đến vùng 46 và tại đây thì như vậy là đến thời điểm này thì MVDUG cũng đã chính thức hoàn thành được cái target ở vùng 49. Sau khi mà vượt lên 48 thì MVDUG có hai phiên xây ở trên vùng 48 cộng khá là tích cực và đặc biệt là kể đến giờ kết thúc phiên. Ngày hôm nay thì nó cũng đã có một cái điểm nhún. ngay anh chị đây này, nó có một cái điểm nhún. Điểm nhún kỹ thuật về 48.5 Như vậy tuần tới nếu có thì nó có thể là Quay lại vùng 48.5 48 Mục tiêu tích lũy thành công ở vùng này Như vậy chúng ta sẽ hướng về vùng cảng kỹ thuật 50.5 Đến khoảng quanh vùng 51 Cổ phiếu Mansan cũng là một cái mã cổ phiếu Rất là hay và quan điểm cá nhân Hùng Lê Thì đối với Mansan đánh dài cầm dài Ở trong tuần đấy Các anh chị để ý nhé phiên ngày 18 đây đấy chính là cái điểm mà gì ờ, điểm chỉnh một của Mansan là vùng 76 điểm chỉnh hai là vùng 74 thì cũng đã có phân tích rồi và tại đây thì cổ phiếu Mansan phục hồi và điểm cao nhất cũng đạt được lên khoảng quanh vùng 8 81 này suy ra là vùng 81 là phiên giao dịch ngày hôm nay ở à, tuy nhiên ở đây là vùng 80 81 là vùng cản rồi 80 81 82 ở đây vùng cản nên là nó lại đang có xu hướng là bị 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 bị, bị đạp lại một tí và tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục gì tiếp tục dự báo cái xuống kỹ thuật nó sẽ chỉnh cung và điểm chỉnh đẹp nó sẽ chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 76.5 đến khoảng quanh vùng 77 ở test tích lũy thành công ở vùng này như vậy mục tiêu sẽ vượt vùng 80 82 và lên đến vùng 84 Vinamilk hiện tại thì nó đang hơi đuối, nó đang hơi đuối so với các mã cổ phiếu trụ khác Uh, trong tuần thì nó bị mất vùng 68.5 và khi vùng 68.5 bị mất thì hình như là có phân tích ở đây nó sẽ lùi lại vùng 67.3 đến vùng 67.5 tích lũy ở đây có một điểm tích lũy đây có một điểm tích lũy và khả năng tuần tới sẽ tiếp tục có một điểm tích lũy đây tích lũy thành công thì như vậy là mục tiêu ở trong ngắn hạn chúng ta sẽ ngắm vùng 69 điểm xa hơn sẽ là vùng 69.5 BVH ở trong tuần cũng đang hình thành được những cái điểm tích lũy à, khá là tích cực ở đây này thì chúng ta dự kiến ở vùng 42.5 tuy nhiên phiên ngày thứ hai thì các anh chị biết rồi và cây đến giờ đây các anh chị mẫu chốt ở trong phiên ngày 18 và nó đã test tích lũy thành công ở vùng 41.8 đến vùng 42 và ở đây thì nó lại tiếp tục có một cái điểm test thứ hai 41.8 đến vùng 42 và nó có sự phục hồi kéo lên quanh vùng 43 ở đây thì nó đang, lại đang có những cái điểm test tích lũy trở lại như vậy tuần tới ở khoảng quanh vùng 42.3, 42.5 tiếp tục uh, test tiến lên thành công và chúng ta kỳ vọng ở trong nhịp này, BB sẽ tiếp tục uh, dồn lực để đánh lên vùng 3.5 đến khoảng quanh vùng 44. G là một mã cổ phiếu nhưng đã có phân tích tính cơ bản khá là tốt và ok. Thế thì trong tuần vừa qua, đây chúng ta có điểm ngày 18 tháng 3 ở điểm ở vùng 61 61.5 cực đẹp luôn, nó test tích lũy thành công và tuần này thì nó cũng hoàn thành được cái target tuần ở vùng 64.5. Hiện tại thì 64.5 vẫn đang vùng cản cho nên là nó sẽ có cái sự quay trở lại chỉnh cung. Tuần tới sẽ ở khoảng vùng 63 63.5, test tích lũy thành công, mục tiêu sẽ hướng về vùng cản 64.5 và sau đó sẽ hướng lên vùng 66 đến khoảng vùng 66.5. cổ phiếu VIX à, trong tuần cũng rất tích cực đấy đúng các anh chị đó như đồng đã có phân tích cái này các anh chị nhìn tuần trước ở phiên giao dịch ngày 12 thì VIX có vùng hỗ trợ 44 và tuần này thì nó ở trong phiên giao dịch của ngày 18 đó cây đến giờ phiên chiều thì như vậy là nó cũng có điểm test ở vùng 44 trước khi có sự phục hồi và tuần này thì gần như VIX cũng đã hoàn thành được cái target mục tiêu ở vùng 46.5 đến khoảng quanh vùng 47 trả cung tích lũy ở vùng 46 khá là đẹp đây là những cái điểm các anh chị lưu ý là đây là những cái điểm mà VIX quay trở lại chỉnh cung rất là thành công và với cái góc độ thành công như vậy ấy, thì tuần tới chúng ta sẽ dự kiến là VIX sẽ đánh break vùng 47 để hướng về vùng 48 Và cái điểm xa hơn thì có thể quay lên đến vùng 49 Cổ phiếu Vinhome Vinhome cũng nhiều anh chị em nhà đầu tư ở chúng ta đang cầm thì ở đây các anh chị lưu ý đây phiên ngày 18 và cây đến giờ đúng anh chị? Các anh chị bán đúng bẹn luôn, bán đúng đáy luôn và nó bắt đầu có cái sự phục hồi sự phục hồi này thì sẽ đưa cái target kỹ thuật của cổ phiếu Vinhome về khoảng vùng 43 43.5 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cổ phiếu chính thức đạt 43.5 trên 43.5 quay về thành cung như vậy tuần tới ở đây là vùng 42.3 42.5 test đi thành công mục tiêu sẽ công lên vùng 44 đến khoảng vùng 44.5 Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản uh, khu công nghiệp. Đây là một trong những nhóm ngành trọng điểm được định hướng sóng ngành của năm 2023, à 24. Và đặc biệt là mã cổ phiếu KBC thì Hùng đã làm riêng một cái bản tin để phân tích và gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư, đúng không ạ? Và hiện tại thì KBC của chúng ta đã có một tuần hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Thì uh, như vậy thôi, uh, đối với KBC, ở đây các anh chị này, chúng ta nhìn thấy gì ạ? Uh, đúng, các anh chị bán đúng đáy chưa ạ? đúng điểm 31.5 là đúng đáy, đúng phiên ngày 18, đúng phiên tin đồn. Đó và sau đó thì tại vì đây thì cũng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta múc cổ phiếu 31.5 vùng 32 và sau đó chúng ta có thêm điểm 32.5 đến à, 32 đến vùng 32.5 đến vùng 33 và hiện tại thì cổ phiếu uh, KBC uh, kết tuần ở vùng 35.7 và sít soát đạt được cái target tuần ở quanh vùng 36 khá là đẹp. Tuần tới thì khả năng ở vùng 34.7 đến khoảng vùng 35, cổ phiếu KBC sẽ quay trở về chỉnh cung test tích lũy mục tiêu mục tiêu ngắn hạn thì KBC sẽ vượt vùng 36 để đi uh, vùng 36 36.5 để coi như là khi nào mà cổ phiếu này thoát được cái vùng cảng kỹ thuật 36.5 thì như vậy là chúng ta sẽ hướng đến vùng 4x KBC chúng ta cầm dài đánh dài được anh chị nhá tiền đang vào tốt ITA là em của KBC thì trong tuần chúng ta có dự báo về các cái điểm chỉnh kỹ thuật và phiên ngày 18 tháng 2 cây đến giờ nó về ở vùng 5.85 đến vùng 59 và bắt đầu có sự phục hồi hệ quý chiếu thì chúng ta sẽ ngắm ở điểm 6.2 Tuần này thì nó lên được khoảng quanh vùng 6.17 và hiện tại thì nó lại đang quay về ở quanh vùng 6.1 tuần tới dự báo ở vùng 6, vùng 6.5 test tích lũy thành công mục tiêu 6.2 đến vùng 6.35. Cổ phiếu SSC cũng là một mã cổ phiếu gọi là siêu phẩm các anh chị và ông đã có hướng anh chị đầu tư rất là dài rồi Cái mã cổ phiếu này thì dài lắm rồi Và trong tuần trước thì siêu phẩm này đã đạt được mắc target tuần ở vùng 46.5 và nó bắt đầu gì? Nó bắt đầu chỉnh cung thì điểm chỉnh cung dự kiến đầu tiên là vùng 44 phiên ngày thứ hai nó bị mất vùng 44 nên nó về đây các anh chị này thì các anh chị có thể lùi lịch lại ở phiên giao dịch ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 3 ngày 12 tháng 3 ở tuần trước thì chúng ta cũng đã có phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 42 42.5 và tuần này thì nó về 42 42.5 và nó đang có một cái điểm nhích nhẹ lên vùng 44 thế thì uh, 44 ở bên này là chúng ta phân tích là hỗ trợ thì bên này nó thành vùng cản và nó đây các chị nó đang tích lũy để nó dự kiến nó vượt vượt lại cản 44 ở đây như vậy tuần tới ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật 42. chấm mấy đây ta 42 à 43 khả năng sẽ tích lũy ở vùng 43.43.2 tích lũy thành công vùng này nhiệm vụ thì gì chúng ta lại hướng lại cản kỹ thuật 45 và 46.5 IDC cũng là một mã cổ phiếu được uh, lọc ra khuyến nghị đầu tư ở trong nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì uh, trong bản tin tuần thì cũng có dự báo là vùng 59. Tuy nhiên ở phiên ngày thứ hai thì điểm 59 bị mất và chúng ta lại ngã ngựa đúng cái điểm xoay chiều của cổ phiếu, đúng cái điểm xoay chiều của thị trường ở vùng 56. Các anh chị tại đây. Thế thì tại đây nó phục hồi lên và đặc biệt là nếu như các anh chị mà chúng ta theo dõi những cái bản tin tuần đó, thì chúng ta ở tuần trước này cũng có phân tích ở đây là vùng 56.5 đến vùng 57 và sau khi nó bật lên thì nó quay trở lại nó test cung kỹ thuật ở vùng 56.5 vùng 57 rất thành công. Và khi cái sự test công thành công như vậy đó thì chúng ta có target vùng 60 Và bật 60 thì chúng ta có vùng 62 và hiện tại trong tuần thì nó lên được vùng 60 Test tích lũy như thế này là rất ok luôn các anh chị Ở vùng ở đây là vùng 58.5 đến khoảng vùng 59 tuần tới dự kiến test công tích lũy ở vùng này Mục tiêu bứt 60 và chúng ta lại tiếp tục đề ra cái cản kỹ thuật của cổ phiếu v IDC ở quanh vùng 62 VGC cũng là mã cổ phiếu rất hay Happy vùng đã lọc ra để chọn các anh chị đó điểm chỉnh cũng dự kiến vùng 58 và sau khi bị mất vùng 58 ở đây thì nó sẽ lùi về vùng 56 và các anh chị lưu ý hệ quy chiếu 13 giờ đến 14 giờ phiên ngày 18 tháng 2 đó cổ phiếu bắt đầu phục hồi thị trường bắt đầu phục hồi mua thôi các anh chị ơi sao lại bán ở vùng đó đúng không ạ đó đó là những cái từ mà mình có đề cập ở trên video các anh chị cứ xem lại đi thế thì uh, target tuần mục tiêu là vùng 61 đấy phiên này suýt soát đạt luôn 60 và các anh chị bán ở vùng 56 và hôm nay các anh chị nó kéo lên đến vùng 59 à, có thời điểm là 60 chấm 60.7 các anh chị tiếc không ạ từ vùng 56 nó kéo lên 60.7 các anh chị và đây nó lại quay lại test cung thế thì đây là cản mà thì như vậy nó quay lại nó chỉnh cung thôi tuần tới vùng 58 điểm chỉnh cung sâu hơn thì chúng ta sẽ lấy ở vùng 57 tức là vùng 57.5 đến vùng 57 58 đó sẽ là biên hỗ trợ của cổ phiếu VGC rồi tiếp là một mã cổ phiếu cũng được chọn lọc ra và phân tích ở những góc độ chen dài các anh chị nhá chen dài thì điểm dự kiến chỉnh cung là vùng 27.3 thì cây đến giờ thứ hai của phiên ngày thứ hai nó bị mất tin đồn đúng không ạ và sau đó thì tiếp hình thành được một cái vùng ở đây là vùng 25.5 25.7 khá là tích cực ở à, tại đây thì tiếp phục hồi thì bây giờ nó lại phục hồi lên vùng 27 và đây là những cây nến giờ quay trở về chỉnh cung tuần tới khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 26 3 26 5 à, test thị đi thành công mục tiêu thì như vậy thôi chúng ta lại tiếp tục break vùng 27 ngắm vùng 28 và đặc biệt là trong tuần trước thì tiếp gần như tiếp đã đạt được một cái target cái thuật cực Mắc luôn ở vùng 29 đến khoảng quanh vùng 29.5 <laughs> Nhóm ngành mà chúng ta đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép và đây cũng là một nhóm ngành, một sóng ngành được định hướng chiến lược của năm 2024. Thì hiểu như thế nào gọi là chiến lược thì có thể sẽ phải phân tích khá là sâu nhưng mà mình nhấn mạnh như thế để các anh chị nắm được. HPG ở trong tuần <laughs> chúng ta có dự kiến test về vùng 29.5 và đúng đây các anh chị nhé. Đó, bản chất đó là như vậy. À, vùng à, nó lùi về, về đến vùng 29 và cây nến giờ của phiên ngày 18 tháng 3 các anh chị chúng ta ngã ngựa đúng cái vùng gọi là vùng sâu nhất của thị trường bán đúng đáy luôn và tại đây thì cổ phiếu bắt đầu có sự phục hồi à, tất nhiên là sự phục hồi của hpg trong tuần vừa qua nó chưa thực sự mạnh nhưng ít nhất là nó có sự phục hồi nó công lên vùng bán 5 năm nó test lại vùng 29 7 rồi lại công vùng 30.6 và hiện tại đây nó đang hình thành được cái vùng 30 30.2 đáp uh, là đẹp và tuần tới thì khả năng nó cũng sẽ còn một hai điểm test ở đây. Và mục tiêu của Hòa Phát ngắn hạn thì chúng ta sẽ dự báo là cổ phiếu cần phải bay qua được cái mốc 31.5 và khi cái mốc 31.5 mà nó bay qua thì như vậy là hết cản luôn. Cổ phiếu Hoa Sen. Đây. <laughs> Đó. Thì uh, vùng 21.8 đến vùng 22 này là vùng dự chỉnh cung này thì sau khi mà nó bị mất ở vùng này thì nó sẽ lùi lại một tí ở vùng 21 ở đây. Và hệ quy chiếu ngày 18 tháng 3 bắt đầu phục hồi đi lên thì cái điểm phục hồi thứ nhất nó lại đánh lại vùng 20 đây các anh chị đỉnh ở bên này thì nó đánh lại đây và nó chỉnh cung này nó test lại này và nó lại tiếp tục test lại trên vùng hai đẹp này nó kéo nhịp hai thì hoàn thành cái target vùng 23 và đến thời điểm hiện tại thì nó đang tiến đến vùng 23.5 à, với lực cầu khá là khỏe trên các độ kỹ thuật ở đây trên các đội thuật ở đây thì có thể tuần tới nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 22.9 đến khoảng quanh vùng 23 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 22.65 Test tích lũy thành công, mục tiêu 23.5 đến vùng 24 và khi nào cổ phiếu Hoa Sen bứt 24 cộng. Hết cản các anh chị, hết cản. Cổ phiếu Nam Kim. Đây, đó các anh chị, phiên ngày 18 tháng 3 đây ạ. Ok và cây nến giờ từ 13 giờ đến 14 giờ đây các anh chị đó một cây nến xanh và nó vượt lại lên thì các anh chị để ý này phiên ngày 12 tháng 3 đúng không ạ 12 tháng 3 Hùng đã có phân tích một cái điểm xoay chiều của thị trường thì ở ngày hôm nay cũng như vậy thôi nó ở 22.3.5 22 sao chúng ta lại bán ở đây và chúng ta không nắm được những cái, cái cái cái, cách vận hành thì nó rất là khó các anh chị nhá thì từ đây là như vậy là rồi hoàn thành target vùng mục tiêu 25 nó kéo bật lên 25 và nó test lại ở vùng 24 8 đến vùng 25 cực đẹp luôn sau đó thì nó lại tiếp tục hoàn thành lên đến cái target ở vùng 26 và tại vùng 26 thì nó đã nhồi hai vòng rồi các anh chị nhá. Vòng 1 nó test lại vùng 24 8 đến vùng 25, nó lại tiếp tục long lên vùng 26 và vòng 2, đây là vòng 2. Thì có thể là khả năng tuần tới ở cái điểm 24 8 đến vùng 25 nó sẽ tiếp tục test tích lũy thành công ở vùng này. Và sau đó thì nhiệm vụ là nó bứt cản 26 và Nam Kim bứt hết cản 26 cũng là hết cản. Hết cản các anh chị nhá. Đó. Thì ví dụ như các anh chị bán đúng vùng 23 và tuần này coi như nó kéo lên vùng 26 mất 3.000 đấy các anh chị và ba mà chia cho 23 các anh chị mất 13 phần trăm tiếc không ạ đó chỉ vì đơn giản là mọi người không hiểu được cái vùng nào là vùng hỗ trợ vùng nào là vùng kháng cự thế ta và chúng ta mua bán một cái cách rất là là hồn nhiên đó, nghe cái thằng bên cạnh nó xúi ông kia bị thôi chức thế là coi như là thi nhau bán thì chả hiểu vì sao bán ông đấy không làm ông khác làm nhá chả có vấn đề gì cả đất nước Việt Nam như Hùng có nói rồi 4.000 năm văn hiến không bao giờ thiếu anh hùng cả À như cụ đấy không làm thì có cụ khác làm như làm gì mà có cái câu chuyện cái cụ đấy không làm thì thị trường chứng khoán sập và về không à. Vô la vô lý, toàn đi lùa gà lùa vịt. Ờ, cổ phiếu VGS này, tuyệt vời luôn, 24.5 đúng không, anh chị. Đó, các anh chị bán đúng cái vùng hỗ trợ Bán đúng đây luôn, bán đúng phiên ngày 18 tháng 3, đúng cái đến giờ phục hồi. Rồi, chúng ta có vùng cả cái thuật 27.5, sau đó sau khi mà chạm 27.5 là test này. Đó, nó test lại cái điểm mà 25.7 26 cực đẹp luôn và hiện tại thì VGS đang mấp mé một cái điểm ở đây là vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 27.5 đấy các anh chị là cái cản cuối cùng nhá và dự kiến sẽ test lên vùng 29 và đối với VGS thì uh, cũng đang nhìn cái 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 góc nhìn của cổ phiếu VGS là sẽ uh, tiến về vùng cản 35 vùng cản 35 đến 40 Tức là VGS sẽ có target ở khoảng quanh 4x và hiện tại là chưa đến 30 như vậy là upside của cái target của VGS có thể đạt được khoảng tầm 40% nữa các anh chị, 40% nữa. Và ở đây này, ở đây này, ở đây VGS đang có hai cây nến tuần, ba cây nến tuần tức là sau một cái tuần mà nó đẩy lên trên vùng 24 thì nó đã có ba cây nến tuần test tích lũy thành công ở vùng 24. Thì như vậy là những cái cây nến tuần mà nó đẩy lại sát vùng 24 đó các anh chị, đó là những cái điểm mà gì chúng ta mua, các anh chị, đó là những cái điểm chúng ta mua đó vùng 24 này 24.2 này thì ở đây là hùng view cho các anh chị ở đây là VGS ở trên sạc cái tuần tuần nhưng à, đây các anh chị cũng view bên này đấy anh chị đây vùng 24 24.2 đây nè đó 24 24.2 24.5 này đó là những cái vùng gì ạ khi mà cổ phiếu đạt về thì đấy sẽ là những vùng mà chúng ta canh thu gom chứ không phải chúng ta bán đi và mục tiêu của VGS là lên đến 3x sau đó 4x cơ mà chứ đâu có phải là mấy cái target bé bé con con như thế này đâu đấy ok Nhóm ngành mà chúng ta đi phân tích tiếp theo, nhóm ngành đầu tư công. Đầu tư công cũng là một sóng ngành chiến lược năm 2024. Vì sao nó lại chiến lược? Thì chúng ta sẽ có những câu chuyện, các anh chị cứ alo cho Hùng Lê, ta ngồi uống cà phê, chúng ta nói chuyện. VCG dự kiến ở vùng 24.3, 24.45, đấy anh chị nhé thì như vậy là chúng ta thấy rằng là những cây nến giờ này nó kéo xuống nhưng mà và thậm chí chúng ta cứ cho ở đây đi các anh chị quay lại phiên giao dịch ngày 12 tháng 3 thì như vậy là nó có cái vùng 23.9 đến vùng 24 đây nó về đến vùng 23.9 vùng 24 về đến hỗ trợ rồi cứ bình tĩnh đúng không ạ và chúng ta quan sát cái dòng tiền chờ mua nó bắt đầu tăng lại đột biến thì tại sao chúng ta lại bán cổ phiếu đi đó và như vậy là VCG tuần này hoàn thành target mục tiêu 25.5 kéo lên đến vùng 26 và nó quay trở về nó chỉnh cung một điểm 24.8 đến vùng 25 trong phiên ngày hôm nay thì tiếp tục VCG tiếp tục mục tiêu đánh vượt vùng 26 tuy nhiên là nó không thành và ở đây là cái cản cuối cùng của cổ phiếu VCG đó là vùng 26 26.3 và khi nào cổ phiếu VCG bứt qua vùng 26.3 thì cũng chính thức mở trend và hết cản. Như vậy tuần tới ở vùng 25.4 đến khoảng vùng 25.6 các anh chị nhé Chúng ta sẽ uh, xem cổ phiếu VCG tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là gì chúng ta sẽ tiếp tục đẩy 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 trend lên. Đó, đẩy lên đó là gì? Mục tiêu là bứt được cái vùng cản kỹ thuật 26.5 thậm chí là nếu như trong trường hợp mà nó test sâu hơn á, thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 25.1 Tuy nhiên cái điểm 25.1 này thì Hùng cũng chưa có tính toán đến nơi ở cổ phiếu FCN khá là tích cực đó các anh chị đây đấy các anh chị bán đúng cái ngày 15 đúng ngày 18 tháng 3 luôn đó cây đến giờ những cây đến giờ rất là đẹp test về vùng hỗ trợ 15 4 15.5 mục tiêu thì như vậy thôi về vùng 16.5 và tuần này thì suy soát đạt 16.5 khả năng với cái đà hiện tại như vậy ấy, thì hùng sẽ tiếp tục đề cập lên đến cái tác kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng bất vùng 16.5 và hướng về vùng 17 cổ phiếu lcg cũng tích cực ở trong tuần vừa qua đó điểm chỉnh cung thì dự kiến là vùng 13.5 năm à, tuy nhiên là phiên giao dịch ngày thứ hai thì hiểu rồi đúng không ạ đến cây đến giờ phiên chiều ở đây lcg về ở vùng 13 13.1 đây các anh chị ở phiên ngày 12 tháng 3 Cùng có phân tích một chân sóng thì đến chân sóng này như vậy và cái lịch sử của nó là nó lặp lại thôi nhá Đây hỗ trợ này thì lại đi bán cổ phiếu đi và lên đến đây thì FOMO á à, rồi về đến đây lại bán cổ phiếu đi và lên đến đây lại FOMO và nó đạp cho một hai nhịp lại lại mua lại đấy cái câu chuyện nó cứ vòng cái vòng luồn quẩn của nhà đầu tư nó vẫn như vậy thôi thì với cái cách vận hành như vậy á, thì nó chạm vùng 14 14.1 ở đây thì như vậy à, tuần tới này, nó sẽ chỉnh lại cung lại khoảng quanh vùng 3.5 13.6 à, Cổ phiếu HHV khá là ok chạm hỗ trợ bật lên và chạm cản thì sọp đấy anh chị này hỗ trợ này đó ít nhất là ví dụ như là vùng 15 15.1 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật còn đương nhiên là trong phiên giao dịch của ngày 18 tin đồn đúng không ạ tin đồn thì các anh chị bán ở vùng 14.7 khá là chát đấy và ở quanh vùng 14.9 15 thì như vậy nó phục hồi thôi đây chạm vùng 15.5 15 à 15.6 15.7 thì đây là vùng cản rồi thì bây giờ nó lại có cái nhịp đạp trở lại tuần tới khả năng ở quanh vùng 15.3 15.4 test thì thành công mục tiêu thì sẽ vượt lại vùng 15.7 để đi về target của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 16.3 KSB, KSB là một mã cổ phiếu rất hay và Nhung cũng đã chuyển tải thành một cái bản tin tuần À, về cái cách vận hành à, bản tin riêng của nó về cái cách vận hành của mã cổ phiếu KSB các anh chị có thể xem lại thì trong tuần cái điểm đầu tiên cái điểm đầu tiên cái điểm dự kiến đầu tiên là sau một cái nhịp kéo mà KSB nó chạm vùng cả cái tuần 27 này các anh chị nhìn thấy 27 nhá nó sọc này đây chạm 27 thì kiểu gì nó sọc đó, điểm sọc đầu tiên phải là 258 sau đó thì đến phiên giao dịch của ngày 18 đây các anh chị nó chạm đúng với hỗ trợ 25 đúng hỗ trợ 25 252 và liên tục có những cây nến là kéo xuống rồi mút lên rồi kéo xuống rồi mút lên, rồi kéo, xuống, rồi mút lên rồi kéo xuống mút lên kết hợp với gì dòng tiền chờ mua tăng kết hợp với chỉ số vn index khả năng xoay chiều vùng một hai hai mươi cộng trừ hai kết hợp với chỉ số phái trinh ở hỗ trợ vùng một hai mươi một hai đúng không ạ kết hợp nhiều yếu tố lắm các anh chị và chúng ta bán đúng với vùng đáy và nó bật lên đến vùng 26 nó test lại điểm 2 ở vùng 25.2 điểm điểm này mới là điểm giá trị các anh chị này điểm này mới là điểm giá trị tức là gì mô hình với kép các anh chị nó phải test lại một lần nữa và từ điểm này thì như vậy là gì phiên ngày hôm nay tiếp tục hoàn thành vùng giá mục tiêu vùng 27 và đây có gắt tăng nên nó quay trở lại trở về chỉnh cũng lấp áp. Như vậy tuần tới đẹp, đẹp thì chúng ta lại bê nguyên cái thằng này lên thôi. Đây này. Đó, 26.2, 26.4 test đi thành công, mục tiêu bứt vùng 27 và hình như là thẳng tiến đến 3x thôi. Đây, target mục tiêu của nó là thẳng tiến về 3x bởi vì là gần như khi mà cổ phiếu này bứt được cái 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 điểm cản kỹ thuật cuối cùng ở vùng 27.2 27 tức là nó cũng hết cản rồi các anh chị. Đây các anh chị này, KSB Đẹp lắm. Đấy các anh chị thậm chí là vùng 3 x mà thậm chí nhịp này nó còn đánh lên khoảng vùng 38 đến vùng 40 đó đẹp như thế này cơ mà đẹp như trăng rằm luôn Đấy anh chị đẹp như trăng rằm luôn à, chúng ta sẽ đến cái mã cổ phiếu nào ta KSB rồi mã cổ phiếu PLC nữa đây ở PLC thì cũng cực kỳ là nét căng luôn Đấy anh chị ở vùng 31 mốt à, <laughs> chúng ta mất mất cổ phiếu ở đúng cái điểm gọi là đau 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 nhất đúng không ạ và gì tuần này hoàn thành target mục tiêu 33 sau đó thì đang ngắm lên vùng giá mục tiêu 34 hai cây nến giờ của phiên này là hai cây nến giờ tuyệt vời với góc độ như vậy kỳ vọng tuần tới nó sẽ trả cung về khoảng quanh vùng 33 test lý, lý thành công mục tiêu vượt vùng 34 và sẽ ngắm lên vùng 35 đối với target của cổ phiếu PLC chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngày tiếp theo sóng ngành gọi là đại sóng ngành Đấy, sóng ngành này có sóng ngành siêu khủng của năm 2024 và Hùng Lê đã có phân tích một cái chiều dài rất là dài các anh chị có những mã cổ phiếu đã tích lũy ví dụ con xeo chẳng hạn nó tích lũy đây anh chị à, nó tích lũy nó tích lũy như thế này để nó chờ đến một cái ngày nó nó nó, nó đơm hoa kết trái thì ngày nó bung kén các anh chị một cái ngày nào đó mà con xe nó bật lên được khoảng trên vùng đây 24.5 đến khoảng quanh vùng 25 trên một cây nến tuần và các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Thanh khoản của thị trường, thanh khoản của nhóm ngành bất động sản đang tăng khá là tốt. Đây là một đại sóng, các anh chị nhé, một đại sóng và chúng ta canh những vùng hỗ trợ kỹ thuật. Ai đang cầm cổ phiếu nào? Lưu ý cổ phiếu đó, hỗ trợ kỹ thuật các anh chị thu gom thêm, cản ngắn các anh chị bán lướt trên danh mục chúng ta có và chúng ta cứ lướt cho cá nhân đồng lê từ 30 đến 50% vị thế và cách đứt như thế nào thì cũng đã chia sẻ rất nhiều ở trên các video cũ rồi chúng ta không nói lại nữa cổ phiếu xeo dự báo ở trong tuần biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là chúng ta có phân tích dự kiến ở vùng 21.7 đến vùng 21.9 đây các anh chị nhé đấy rồi target tuần ở vùng 23.5 nhịp 1 xong đó nó tiếp tục test ở vùng 22.3 vùng 2.5 thành công nâng target tuần lên vùng 24 24.2 24.5 và cây nến ngày hôm nay là một cây nến mà gì cổ phiếu SEAL đã kéo tích cực ở đầu phiên và sau đó nó bắt đầu nó chỉnh cũng lấp gáp như vậy tuần tới sẽ ở vùng 23 23.3 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của SEAL test đi thành công mục tiêu mục tiêu của SEAL nhịp này là bứt cản 24.5 và như Hùng có chia sẻ khi mà cổ phiếu SEAL bứt được qua vùng cản 24.5, vùng 25 rồi thì khi đó nó sẽ là đại sóng. Cổ phiếu HDG, đây, 27.8 đến vùng 28 hỗ trợ kỹ thuật dự kiến lên khoảng quanh vùng 30 30.5 anh chị đây này phiên ngày 18 nhé phiên chiều đó. thì uh, hiện tại là nó lên được vùng 30 và đây bây giờ nó đang quay về chỉnh cung tuần tới chỉnh về vùng 29 điểm sâu hơn sẽ là vùng 28.5 test đi thành công mục tiêu ở uh, mục tiêu thì không có gì thay đổi cả 30.5 đến vùng 31 và điểm xa hơn sẽ là vùng 32 đây HDC dự kiến ở vùng 32.5 là vùng biên chỉnh công kỹ thuật và mục tiêu thì sẽ hướng lên vùng 35 xa hơn là vùng 36 các anh chị nhỉ và ở trong tuần thì HDC test khá là thành công điểm thứ nhất long lên được đến vùng 35 xong đấy thì trong tuần thì nó làm mấy vòng cơ đấy vòng 2 nó lại tiếp tục test lại vùng 32.5 đến vùng 33 này rồi xong đó lại tiếp tục long 35 này và với cái cách đánh hiện tại như thế này thì khả năng tuần tới nếu có chỉnh thì khả năng nó cũng chỉ ở khoảng tầm quanh vùng 35 35.7 à. 34 các anh chị, đây vùng 34. À như vậy là nó cũng chỉ lanh quanh ở khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 34.3 thôi, tức là ở đây này nó có nó sẽ hình thành được một cái một cái điểm test công nghệ thuật ở đây. Test thành công thì như vậy mục tiêu bứt vùng 36 để lên đến vùng cản cái thuật tiếp theo ở vùng 37.5. 55 long khá là ổn. Đây. Test lại vùng 40.8 đến vùng 41 này. 41.5 và các anh chị chúng ta bán tại sao chúng ta lại bán cổ phiếu ra ở vùng 41.5 này, không hiểu. Ít nhất là chúng ta cũng hiểu rằng phiên giao dịch ngày 11, ngày 12 thị trường cũng có một nhịp đạp đúng không ạ? Và cổ phiếu này cũng về đến vùng 41.5 41 đến 7 đây này, 41.5 41.7 bán làm gì nữa? Đúng không ạ? Mục tiêu gì? 44 45 tuần này lên được 44 thì nó đang nó đang nó đang, nó đang tích lũy sideways này, khá là đẹp. Khả năng với cách đi như này tuần tới sẽ là vùng 45 và mục tiêu thì như đã có chia sẻ thôi à, 55 nhịp này thì nó sẽ lên đến vùng 45 và sau đó sẽ hướng tới vùng 46 KDH cũng gần như là cũng hết cản rồi đó đây anh chị 13 giờ 30 phút đấy test thành công và thậm chí hai cái đến giờ trước đó nó cũng đã test thành công rồi còn cái đến giờ này là cái đến giờ bứt phá sau một cái đến giờ bứt phá nó quay trở lại nó test này rồi mục tiêu không có gì thay đổi cả vùng 38 tuần tới thì có thể nó test lại vùng 36.5 vùng 37 sau đó hướng vùng 38 39 40 ba vùng cản ngắn hạn như vậy đà phương cũng là một siêu cổ phiếu nha các anh chị lưu ý nhà đà phương là siêu cổ phiếu mà khi mà nó chạy thì nó 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 miết miết luôn nhé đối với đà phương nó tuần thì có dự báo lên 43 này nó bứt hẳn lên 43 lên 46 và nó test lại vùng 43 này sau đó nó kéo vùng 4 45.5 này và khả năng nó chỉnh về vùng 43 43.3.5 này tuần tới lại có vùng 45.5 vùng 46 này và chúng ta ngắm đà phương này Uh, tại sao lại siêu cổ phiếu này đó các anh chị nó test uh, nó nó tích lũy ở một cái nền khá là đẹp ở khoảng quanh vùng 36.5 đến khoảng vùng 39 ở đây này đó và um, hiện tại thì như vậy là chúng ta thấy rằng là gần như nó cũng 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 hết rồi và ở uh, mục tiêu thì đạt phương nó cũng đi khá là xa đấy các anh chị trước hết là nó phải vượt qua cái cản 47.7 đến khoảng vùng 48 ở vùng 50 ở đây đó và sau khi nó vượt qua được cái cản này thì chắc chắn là 6x rồi và thậm chí là đánh lên vùng 60 70 thì đấy là câu chuyện rất bình thường đối với Đạt Phương DG cũng là một siêu phẩm các anh chị nhé, các anh chị canh DG để mà vào thêm nhé, vào thêm hàng và bản thân thì Hùng Lê trong tim cũng đã khuyến nghị khá là nhiều rồi. Ở trong tuần sau khi mà DG đánh vượt lên vùng 29, 29 năm đây có một điểm chỉnh này. Đó và chúng ta hướng về target mục tiêu 3x này thì đã 3x hoàn thành và sau khi nó vượt lên được đến vùng 30 á, thì nó quay trở lại nó test vùng 29.5 vùng 30 khá là đẹp này. Sau đó nó tiếp tục kéo lên vùng 31.5 đến vùng 32 này và hiện tại thì nó đang xử lý kỹ thuật này phiên ngày hôm nay là có một điểm test lại vùng 31 trước khi mà nó hình thành lên vùng 31.9 khá đẹp tuần tới nếu có ở vùng 31 30.5 và thậm chí là điểm nữa có thể sau là vùng 30 chúng ta dự phòng những cái điểm đó chúng ta cân thu gom thêm và DG thì gần như cũng hết cản rồi và chúng ta sẽ hướng 4x thẳng tiến thôi và trên cái quá trình mà đi đi về 4x thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung đó anh thìn dâu cũng ổn rồi đấy à, anh thìn dâu đã vượt qua được những cái vùng cản cái thuật rất quan trọng quan trọng ở trong tuần vừa qua đó là vùng 19.2 thì như vậy là gì nó test này điểm test ở vùng 18 18.2 nhá sau đó thì công lên vùng 19.2 này test lại vùng 18.4 và hiện tại thì như vậy là phiên ngày 21 22 chính thức vượt qua vùng 19.2 cây nến và các cái cây nến xây ở trong phiên giao dịch ngày 22 là tích cực khi mà cổ phiếu này test ở vùng 19.2 19.4 và đóng cửa ở vùng 19.85 tức là điểm đóng cao nhất phiên với góc độ kỹ thuật như vậy á thì tuần tới nếu có nếu có chỉnh thì khả năng là quanh vùng 10 10 10 10 19 5 nhỉ đấy có có thể là test lại quanh vùng 19.5 thôi loanh quanh quanh vùng 19.5 19.6 đó rồi sau khi mà những cái điểm test này ở tích lũy thành công thì mục tiêu mục tiêu ngắn hạn của cổ phiếu DXG nó phải vượt qua vùng 20.5 đã và khi nào bớt được qua cái vùng cản 20.5 thì đồng mới tiếp tục làm việc tiếp cái xu hướng kỹ thuật tiếp theo nó có thể là nó sẽ hướng lên vùng cả của thuật 21, nhưng cái điểm 21 cái điểm 20.5 là một cái điểm điểm mang tính then chốt và quan trọng để định lượng cái cách đi của cổ phiếu Đây DG tiếp theo. Novaland thì chưa được ưng ý cho lắm, nói chung là vẫn còn hơi oán à nè. Có tăng nhưng mà cũng chưa chưa đạt lắm. Đây thì ở Novaland trong tuần chúng ta có dự báo về vùng tích lũy chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 16.35 đến vùng 16.45 và có một điểm nhún quanh về vùng 16.2 này nói chung là kể cả tuần trước ở phiên giao dịch ngày 12 thì cũng gọi đã phân tích ở vùng 16 đến vùng 16.2 đó là biên hỗ trợ kỹ thuật của 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 Novaland mục tiêu thì sẽ hướng về vùng 7.5 và trong phiên ngày hôm nay thì được 17.45 và nó bắt đầu quay trở về chỉnh cung tuần tới các anh chị đang cầm Novaland chúng ta gom thêm ở vùng 16.8 đến khoảng quanh vùng 17 test thành công mục tiêu của Novaland ngắn hạn thì nó phải vượt về được vùng 17.5 đến vùng 18 và Khi nào mà Novaland bay được qua vùng 18 thì khi đó chúng ta mới xây tiếp những cái câu chuyện tiếp theo Bởi vì uh, cái điểm 18 cũng là một cái điểm gọi là cái điểm 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 trơn về mặt kỹ thuật của cổ phiếu Novaland PDR hết cản rồi các anh chị ơi Và PDR là một siêu phẩm đấy bây giờ nhắc lại đến câu chuyện PDR Và nhắc lại cái câu chuyện là phiên giao dịch của ngày 18 tháng 2 uh, Tin đồn rồi đàn cừu rồi các cái điểm hỗ trợ thì các cái tài khoản mà họ bán ra ở khoảng quanh vùng 27.3. 27.3 các anh chị. Tuần trước là cũng có đây này các anh chị, chúng ta nhìn thậm chí là cái vùng 27.2. 27.2 là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này rồi vùng 27 mà tại sao chúng ta lại chúng ta lại 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 non như vậy nhỉ? Đúng không ạ? Tiếc. Các anh chị và tuần này thì coi như là xong rồi PDR hoàn thành đến hai cái target mục tiêu Vùng 29.5 sau đó thì chính thức bứt qua vùng 30.5 Và như Hùng có nói là gì Vùng cản kỹ thuật cuối cùng của cổ phiếu này Vùng 30.5 tính thức xong Và phiên ngày hôm nay tiếp tục neo lên vùng 31.5 Như vậy tuần tới nếu có chỉnh cung thì đẹp Thì nó sẽ test về vùng 30.5 xấu xấu hơn thì nó chỉnh cung về quanh vùng 30 test tích lũy thành công thì mục tiêu là 4 x thẳng tiến các anh chị xong nha yeah. rồi và nhóm ngành mùng sẽ đi phân tích cho các anh chị cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán thì đối với nhóm ngành chứng khoán trong tuần vừa qua nó cũng là một nhóm ngành hết sức là thành công và hệ quy chiếu các anh chị hệ quy chiếu là phiên giao dịch ngày 18 các anh chị sự hoảng loạn thì nó sẽ đánh hết tất cả những cái gì chúng ta có và nếu như các anh chị xác định là chúng ta đầu tư chứng khoán mà chúng ta cứ đi theo tin đồn và chúng ta không có một cái bản lĩnh chiến đấu chúng ta không có một cái đội nhóm đủ tâm đủ tầm để lead đờ cho các anh chị thì như vậy là sớm muộn thì thì chúng ta cũng bị bong thôi sớm muộn thì thị trường bởi vì trên cái thị trường chứng khoán thì thì 100 nhà đầu tư chúng ta mang tiền lên trên đó thì có khoảng tầm 20 nhà đầu tư sống sót và trong 20 nhà đầu tư sống sót đó thì chỉ có 10 nhà đầu tư sống khỏe thôi. Còn 10 nhà đầu tư nữa là sống lay lát còn 80% nhà đầu tư nữa là ra đi, ra đi vĩnh viễn luôn. Đấy là một cái tỷ lệ mà đã được thống kê. Và các anh chị cố gắng đừng có đứng vào cái 80% đó. Mà để không đứng được vào 80% đó thì các anh chị cần chuẩn bị cho mình thứ nhất là kiến thức, thứ hai nữa là đội nhóm, thứ ba nữa là các cái hệ thống tư vấn, rồi hệ thống phân tích kỹ thuật auto, AI ví dụ như vậy. Đấy, ví dụ. Thì hỗ trợ thêm thôi các anh chị. Còn trên thực tế thì như quan điểm mà có chia sẻ rồi, không có cái gì là tuyệt đối cả. Xin lỗi là nhiều cái đội nhóm và thậm chí là nhiều bạn broker suốt ngày khoe lãi, suốt ngày đưa lên những cái hình ảnh rằng tôi đánh lãi mấy trăm triệu, mấy trăm mấy trăm triệu rồi tiền tỷ này. Xin lỗi các bạn là Hùng cũng là nhà đầu tư đi lên và cũng đang làm những công việc giống các bạn. nhưng mà chúng ta chúng ta hơi thái quá các anh chị chúng ta không có cái gì tuyệt đối cả đâu tất cả mọi thứ nó là tương đối và cái điểm quan trọng nhất đó là gì trong một cái uptrend ấy, thì ai cũng kiếm được tiền đó. thằng đếch nào cũng phô hết ra ờ, vỗ ngực rằng ta đây là giỏi ta đây là khỏe ta đây là vô địch ta đây là siêu phẩm của thiên hạ ta đây là là là, là đỉnh cao của thiên hạ đúng không ạ nhưng xin lỗi các anh chị đi là trên thị trường chứng khoán đấy khi nào thủy triều rút thì mới biết được thằng nào mặc quần của thằng nào không còn cái gì trên quần ấy. đấy cho nên là gì trong một cái nhịp uptrend là các ông vỗ ngực và các ông phô kinh lắm đó Nhưng mà các anh chị để ý là trong cái dòng thời gian mà quá trình Hùng Lê phân tích ấy, Từ downtrend, từ uptrend, tất cả mọi thứ ông giữ một cái quan điểm, một cái thái độ nó rất điềm đạm và nó không hưng phấn Và Hùng phân tích đúng theo những cái gì mà diễn biến của thị trường, đúng theo những cái gì mà cổ phiếu nó đang vận hành Các anh chị cứ thử xem lại mà xem đó là bản thân bây giờ đấy thị trường đang cực kỳ hưng phấn nhé. nhưng mà ông vẫn à, rất điểm đạm chúng ta phân tích từng target một từng điểm một đâu là hỗ trợ đâu là kháng cự giống anh chị và chúng ta rất bình tĩnh như vậy và các anh chị chỉ cần làm đúng làm đủ và bám sát theo những cái nội dung mà cá nhân ông lê phân tích thì như vậy là chúng ta cũng đã rất là thành công rồi đó thế còn lại là xin lỗi là mấy cái bạn mà cứ suốt ngày phô như vậy thì ông 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 cắm hết cả nhà cả cửa đi ông đánh đi đúng không ông phô làm cái gì đúng không ừ ông biết như vậy thì, thì thôi bây giờ tốt nhất là mẹ ông mặc mỗi cái quần xịp thôi đó ông cắm hết tất cả những cái gì trên ông có đi đúng không ông có 10 quần xịp ông cắm hết thì sau đó thì ông nhân tài khoản la được 100 trăm quần xịp thì ông lấy 90 mươi xịp để ông bán thế 10 cuộn xịp ông lại mang về ông ông mặc đúng không ạ thực ra là 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 bản thân hùng lê cũng đã ở rất nhiều các cái đội nhóm ở trên zoom zalo đó và hùng vào ở những cái zoom đấy để làm gì không phải hùng đi đi chọc máy ông vào ông im lặng vào im lặng xem 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 là các bạn nói gì và liên tục phô các anh chị và các anh chị để ý thấy là trong những room cộng đồng của cá nhân Hùng Lê thì chỉ có những phân tích về mặt kỹ thuật chỉ có những cái video phân tích về mặt kỹ thuật không bao giờ có một cái 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 hình ảnh nào mà khoe lãi ít lắm thậm chí là khi nào vui vui thì mới gửi cái gọi là lãi đi, lãi cốc cà phê rồi là ấy thôi các anh chị đó và 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 và, và, và rất là, là 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 cay đắng là 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 những cái cái người đó họ chỉ 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 đưa một cái bình phong và họ làm mờ mắt nhà đầu tư. Họ che nhà đầu tư, họ họ làm cho nhà đầu tư cảm thấy là à như vậy là các ông chả cần làm cái gì cả, mẹ cứ mang tiền lên là theo cái thằng đấy là coi như lãi nó 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 kia kia, lãi lãi tiền tỷ cái kia, cần gì phải làm, cần gì phải học. Đúng không ạ? Và họ đưa những cái bình phong đó để nó lừa nhà đầu tư nó lừa cái cảm giác nhà đầu tư lên thị trường chứng khoán là coi như ăn tiền lên thị trường chứng khoán là kiếm tiền tỷ lên thị trường chứng khoán là kiếm xe hơi xin lỗi các anh chị không có đâu mà có có thì các ông đã mẹ nói đấy nói như hùng nói ấy. cắm bốn hết quần chìm đi mặc mỗi cái thôi đó và 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 những cái hình ảnh như vậy á, thì nó vô hình dung nó nó giết chết nhà đầu tư bởi vì nhà đầu tư nhìn thấy một cái màu hồng nhìn thấy một cái cái gì đấy nó rất là sáng ấy chị đó và tất cả những cái đó giết chết nhà đầu tư và cái điểm mà hùng muốn lưu ý với anh chị em á nó quan trọng nhất là nền tảng kiến thức các anh chị cứ từ từ học từ từ rồi kiến thức nó lấp đầy đến đâu thì tiền nó sẽ dâng lên đến đó chứ các anh chị đừng có đừng có chạy theo những cái hình ảnh nó nó hư hư vô lắm nó hư vô lắm nó không không có cái gì cả nha rồi à, bây giờ đối với <laughs> nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ có một vài phân tích như sau đối với cổ phiếu ai trong tuần đừng có dự kiến ở vùng 51 đến khoảng vùng 51.2 và các anh chị để ý là phiên ngày 18 đúng không ạ? Điểm xoay chiều ở đây và test về vùng 50 và sau đó nó phục hồi và phiên ngày 19 20 thì như vậy về cơ bản là VCI đã test rất thành công ở vùng 50 đến khoảng vùng 52 và target tuần thì có đặt ra ở vùng 55 và xa hơn sẽ là vùng 57 thì trong tuần là VCI có hai điểm chạm vùng 55 nhưng không bứt được và nó cũng đã có những cái điểm test kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 53 khá là tích cực. Thì với góc độ như thế này tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục ở vùng 53 và điểm xa hơn sẽ chúng ta sẽ hướng về vùng 55 và đấy nói nói chung là như vậy thôi test thành công hai cái đó thì vùng 55 hoặc là vùng 57 ở cổ phiếu SS2 điểm chỉ cung dự kiến đầu tiên là vùng mặt 37 và sau đó thì phiên giao dịch ngày 18 Các anh chị chúng ta có vùng 30 5.5 vùng 36 đây này Đấy, phiên ngày 12 nó có hỗ trợ kỹ thuật 36 thì ở đây nó cũng như vậy và cái nến giờ phục hồi. Sau cái nến giờ phục hồi thì có nó có đôi điểm test này. Tức là cái cái điểm thứ nhất nó không giá trị các anh chị. Cái điểm thứ nhất nó không giá trị nhưng cái điểm thứ hai mới là cái điểm giá trị. Tức là bao giờ như vậy sau khi kéo xong á và nó chạm lại cái vùng cả kỹ thuật và nó test lại ở vùng 36 không thủng và bắt đầu cung cầu bắt đầu ổn định này. Tín hiệu đường MACD đã bắt đầu xanh. Đó, vậy thì uh, SSI hoàn thành vùng target tuần Ông đặt ra ở đây là vùng 38.5 khá là ok, 38.5 vùng 39. Thì như vậy là đây này, nó lên suy soát và sau một cái gáp tăng vì nó có gáp tăng đến tuần tới khả năng nó chỉnh lại, cung lại 37.5 một điểm sâu hơn là cùng 37 test đi thành công thì mục tiêu vẫn là vùng 38.5 đến khoảng quanh vùng 39 thậm chí là SSI nhịp này SSI nhịp này chúng ta có thể dự phóng lên cái target kỹ thuật của nó là nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 40 cổ phiếu HCM khá là tích cực, đây điểm chỉnh cũng dự kiến ở vùng 28 và phiên giao dịch ngày thứ hai tin đồn như vậy là cổ phiếu HCM của chúng ta lùi về vùng 27 ở đây đấy uh, liên tục có những cây nến giờ cài bừa qua vùng 27 và bắt đầu nó có sự phục hồi target tuần của HCM đặt ra ở vùng 29 thì với các bạn là thành cũng suy soát ở đạt được vùng 29 và tại đây thì nó cũng đang có một cap tăng uh, rồi tuần tới khả năng chỉnh vùng về 28 đến khoảng vùng 28.2 test thành công thì như vậy mục tiêu của HCM ở trong ngắn hạn chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng cả kỹ thuật 29 đến vùng 29.4 và bứt được qua vùng cản 29.4 thì như vậy là có thể kỳ vọng một cái target tiếp theo của nó là nó sẽ kéo về khoảng quanh vùng 7. Cổ phiếu VND ở trong tuần rất tích cực với lực kéo về dòng tiền khá là ổn áp. Các anh chị điểm test 1 ở vùng 23 và điểm test 2 thì ở đây các anh chị nhìn thấy rồi. ở Phiên giao dịch ngày 12 tháng 3 và phiên ngày 18 tháng 3 thì nó có cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 24.4 đến khoảng vùng 24.6. À, tại đây thì cổ phiếu bắt đầu phục hồi và target tuần thì như vậy Nhưng đã có phân tích ở đây là vùng 24.5 Thì về bản chất là tuần này có thời điểm phóng à, viên ngày hôm nay là đã đạt lên vùng 24.65 Và sau đó cổ phiếu bắt đầu quay trở về chỉnh cung Điểm test kỹ thuật ở vùng 24 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 23.6, 23.7 và vùng 23.8 à, Tuần tới test lưu nhị thành công của vùng này Thì mục tiêu là break cản vùng 24.5 để hướng về target kỹ thuật ở vùng 25 Cổ phiếu FTS là một mã mà cái tính đầu cơ khá là cao và hiện tại thì như vậy là ông thấy rằng là cái target mắc của nó ở quanh vùng 6465. Thì các anh chị để ý này tuần tuần trước đầu tháng 3 đi đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy là cái target vùng 64 khá là khoai. À, tuy nhiên ở trên cái target khá là khoai đó thì chúng ta cũng có một vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối tốt. Đấy. Tương đối tốt và nó đã khoảng tầm độ 2 3 lần gì đó và nó 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 có lùi lại đây nhưng mà nó vẫn không thủng cái vùng 59. Tức là khoảng vùng 59 đến khoảng vùng 60 thì cổ phiếu FTS cũng đang có một cái điểm xây à, một cái điểm xây khá là tích cực thì như vậy trong ngắn hạn là gì thì các anh chị có thể tối ưu hóa bằng cách là gì chạm hỗ trợ này này thì có thể mua ít rồi lên cái vùng cản 64 65 này thì chúng ta bán ra và chúng ta sẽ chờ đợi cho đến khi mà cổ phiếu này nó sẽ phát đi cái tín hiệu tiếp theo tức là nó cứ sai quay như vậy ví dụ trong trường hợp nó thủng hỗ trợ dưới thì như vậy là nó phân phối xong trong trường hợp nó bất cản vùng 64 65 thì như vậy là nó sẽ xây lên ở khoảng khoảng quanh vùng 70 đó Chúng ta bám sát tín hiệu các anh chị nhé chứ chúng ta cũng không có cố nhắc đâu Quan điểm của Hùng là như vậy Bởi vì cố nhắc ở trên thị trường chứng khoán nó rất là khó SHS này Đó Phiên giao dịch ngày 18 này chúng ta có vùng hỗ trợ tuần 18.5, 18.6 Bật Và tích lũy thành công như vậy chúng ta có target vùng 20 và tuần này thì gần như là nó lên được khoảng quanh vùng 20.3 hai phiên ngày hôm nay vì phiên ngày 21 đó là nó có một gap tăng kéo này nên là hai phiên ngày hôm nay nó lấp gap và cái điểm lấp gap này khá là đẹp Tuần tới ở vùng 19.5, 19.7 Test tích lũy thành công. Mục tiêu thì SHS nhịp này có thể kéo lên vùng 21.5. VIX cũng kéo khá là tốt trong tuần vừa qua. Cái tính tạo lập của VIX khá là ok. Như vậy là tuần trước này thì VIX kéo lên vùng 21.5 và như vùng đỏ có phân tích rồi. Lên đến vùng này nó phải chỉnh cung và cái điểm chỉnh thứ nhất đó là vùng 20 chấm mấy này, 20.25. Và cây nến giờ của phiên ngày thứ hai thì chúng ta bị mất vùng 20. 25 và ở đây thì chúng ta nhìn thấy gì ạ? Ở vùng 19.4 vùng 19.5. Khá là tích cực rồi. Đấy, bật lên đến vùng 20.5 và bây giờ nó test lại ở đây thì như vậy vùng 19.8 đến vùng 20 test thì thành công. Mục tiêu thì lại 20.5, 21 đến vùng 21.5 à, tạm thời như vậy và chúng ta sẽ dự báo đến cái vùng 21.5 đến khoảng quanh vùng 22 đó là cạn ngắn của cổ phiếu này cổ phiếu AGR đây Điểm chỉnh 1 là 20.5, điểm chỉnh 2 là 20, thì như vậy phiên 18 chỉnh đến vùng 20 Cảng kỹ thuật trên ở vùng 21.5 đến vùng 22 thì chạm đây này Chạm 21.5 thì nó chỉnh này, chạm 21.5 nó chỉnh này, như vậy tuần tới ở vùng 20.5 đến vùng 20 20.5 đến vùng 20 Đây là hỗ trợ kỹ thuật Khả năng này chỉnh cũng về đấy, mục tiêu thì ở Vùng 21, 21. À, Xin lỗi, vùng 21.5, 22, khỏe hơn nữa thì kéo lên vùng 23 Cổ phiếu VDS là một mã cổ phiếu cũng rất là hay trong thời gian vừa qua, đấy, chỉnh công ở vùng 21.5, target mục tiêu đặt ra ở vùng 23.5 nhưng chưa đạt được, cho tuần qua nó hơi lai rai. Tuần tới lại vùng 22, điểm chỉnh hơn ở 21.5, test thử thành công ở vùng này, mục tiêu vẫn là 23 23.5. Cổ phiếu ORS. <laughs> đấy, điểm chỉnh một dự kiến là vùng 17.3. Và cây đến giờ này bị mất vùng 7 3 nên là phiên ngày 18 nè nó phiên chiều này thì chúng ta bắt đầu dò ra được một cái điểm ở đây đó là vùng 16.8. Cái liên tục nó sideway này, này, chạm 16.8, mút lên chạm 16.8, mút lên chạm 16.8, mút luôn Và tại cái thời điểm mà gì chúng ta nhìn thấy là dòng tiền mọi thứ xoay chuyển đúng không? Và đây nó cũng có điểm test lại 16.8 Test thành công ở vùng này thì mục tiêu 18, như trong tuần thì nó lên được vùng đến 17.8 thì nó đang sideway Và như vậy tuần tới ở đây thì chúng ta có vùng 17.1 đến khoảng quanh vùng 17.2 Test tư lý thành công thì mục tiêu sẽ là gì? Vùng 17.8, vùng 18, 18.4 đấy Đơn giản như vậy thôi CTS hiện tại cũng khá là khỏe và gần như cổ phiếu này cũng đánh break đỉnh rồi và không có vùng cản nữa. Ở à, tuần vừa qua dự kiến điểm chỉnh 137 và phiên ngày 18 đây các anh chị ở vùng 35. Đây thì tuần 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 trước cái này các anh chị có một cái tuần mà chúng ta phân tích ở phiên ngày 11 12 này thì chúng ta cũng có hai cái điểm chỉnh cung dự kiến, một là 35, hai là điểm 36. Đây thì như vậy thôi, đây nó chỉnh về vùng 35.2. À, có sự phục hồi và CTS thì lại suy soát lên vùng 39, nói chung là vùng 39 40 đấy các anh chị này. Đây là vùng 39 này, nói chung là ở đây thì nó đang có một cái vùng cản kỹ thuật gọi là vùng cản kỹ thuật to đấy các anh chị vùng 39 đến 40 nó cản khá là to thì ở đây là gì nó đang chỉnh cung lại tí tẹo đây tuần tới này có điểm test tích lũy vùng 37 3 thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 39 đến vùng 40 tạm thời thì như vậy là 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 là, 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 là. CTS thì chúng ta uh, tốt tắc chúng ta nhìn như vậy đã ở cổ phiếu MBS ở đây khối ở kỹ thuật uh, tuần đấy anh chị này ở điểm chỉnh dự kiến ở vùng 28.5 và trong phiên giao dịch của ngày 18 đây nó test về ít nhất là các anh chị ở vùng 27.5 các anh chị cứ để ý thấy là gì những cây nến giờ nó píu xuống rồi nó mút lên nó tíu xuống rồi nó mút lên ở vùng 27.5 đây này phiên giao dịch ngày 12 nó cũng như vậy nè phiên giao dịch của ngày 12 cũng là một phiên mà thị trường đạp rất là mạnh này vùng cũng bắt đầu phân tích cái điểm xoay chiều cho các anh chị này thì phiên ngày 18 cũng như vậy phân tích cái điểm xoay chiều này và từ đây thì như thế nào ạ cổ phiếu bắt đầu phục hồi Đấy, phục hồi tăng thì như vậy là nó lại chạm target tuần này. Ôi giời, đẹp như thế này. Chạm đúng vùng 30 30.5 đây này, chạm đúng cản này thì nó lại đang gì? Nó đang sideways này, sideways một tí tẹo đây thôi. Tuần tới nó lại có cái điểm chỉnh cái kỹ thuật ở quanh vùng 29.1, 29.1, 29.2 test đi thành công thì như vậy là khả năng nhịp này thì MBS khả năng là nó sẽ đánh nó sẽ đánh vượt qua vùng 30 30.5. xem xem là MBS ở trên chạc kỹ thuật tuần. Nó cũng đẹp lắm, MBS ở trên chạc kỹ thuật tuần. Đây này, đâu đó nó có một cái cản chéo đây này đó và hiện tại thì ok như vậy đây, đây này các anh chị nó vào cản trung hạn rồi đấy 30.5 đó loanh quanh thì 30.5 đến khoảng vùng 31 nếu mà chúng ta soi ở trên cả cái tuần tuần thì chúng ta sẽ có một cái vùng cản như vậy đây này 30 năm đến khoảng vùng 31 này nó cố kéo thêm một nhịp này nữa và tại đây thì chúng ta lại phân tích tiếp bởi vì có rất nhiều những cái trường hợp là cổ phiếu nó mở tren các anh chị và sau khi nó kéo vượt thoát cái vùng 30 30. năm rồi thì nó lại quay trở lại nó test vùng 30 và test thành công như vậy thì nó tiếp tục nó mở trend thôi và uh, khi mà nó mở trend như vậy rồi á, thì rất có thể là gì ở đây các anh chị nhé mà mà đây phân tích trên trênsạc cái tục đấy nó, nó nó sẽ xuất hiện một cây đến tuần như thế này uh, cây đến tuần nó đánh vượt lên được ở trên cái ngưỡng khoảng tầm 32 hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì uh, nhóm ngành chứng khoán nó cũng đang sung lắm đấy nâng hạng rồi tất cả những câu chuyện uh, ABC Z thì nó cũng đang Uh, tùm lum tà la ấy mà Nên là có thể là gì Có thể là vùng 38 đến vùng 40 Câu chuyện là MBS có thể tiến đến vùng 38 Đến khoảng vùng 40 Đó là câu chuyện hoàn toàn Đấy 35 này Nó có thể tiến lên ở khoảng quanh vùng 35 Xong đó 38 đến khoảng vùng 40 Là câu chuyện Có thể hoàn toàn có thể xảy ra Đối với mã cổ phiếu MBS Đó Thế thì chúng ta cứ Từ từ thôi nha Ok uh, Thôi uh, chung quy lại Tổng kết lại là gì uh, Thứ nhất đó là gì Các anh chị Các anh uh, chị lên thị trường chứng khoán á Là đừng có bị mấy cái thằng bịp nó lừa Xin lỗi các anh chị là hôm nay hơi bức xúc tại vì Chiều nay một số các cái room là bắt đầu mẹ phô uh, Phô đủ các thứ Đừng có bị mấy thằng bịp nó lừa Nó đưa ra một cái màu hồng để nó nó, nó, nó cho các anh chị ăn một cái kết cục nó đắng lắm và Nếu như Các anh chị trong quá khứ mà những ai đã từng bị như vậy thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng bản tin tuần cho lên Lê Đó và không có một cái gì là màu hồng cả Không có một cái gì là dễ kiếm ăn cả Tất cả phải đổ bằng mồ hôi nước mắt Đổ bằng kiến thức, đổ bằng cái sự chịu khó Cái sự tận tâm, tận tình hàng ngày của chúng ta rồi, rồi chúng ta mới có những cái thành quả các anh chị Chứ chúng ta đừng có bị mấy cái thằng nó đưa ra mấy cái ảnh mẹ lại thế này lấy kia nó bịp đấy Và chúng ta nhìn thấy một cái màu hồng như vậy Rồi sau đó chúng ta vay tiền của anh em, bạn bè, đồng nghiệp Rồi của bố mẹ các thứ đúng không ạ rồi lên thị trường chứng khoán thì nó lại xúi cho mẹ mày full mặt đi nhân tài khoản nhanh lắm mẹ mày có có 300 triệu mày đánh ít như thế thì làm khi nào mày 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 lãi được mấy chục triệu mày full mặt cho anh từ 300 triệu này mày vay thêm của công ty chứng khoán khoảng tầm độ 200 300 triệu nữa là 600 triệu mày quẩy phát mẹ được 20 30 trăm như vậy mày lãi gấp đôi ví dụ như vậy đấy thì cái, cái đấy là những cái thực tế các anh chị nhé và bản thân trong quá khứ thì ông Lê cũng đã bị những cái lời lời như vậy và bây giờ cảm giác là khi mà hùng đọc lại hoặc xem lại những cái mà người ta gửi lên như vậy người ta truyền thông đến nhà đầu tư như vậy thì ông cảm thấy rất là ức chế và bao nhiêu những cái 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 sự căm phẫn từ ngày xưa nó lại quay trở về trong cái ký ức của mình và chính vậy nên là và là là, là, là tự dưng là mình lại thấy là không biết là bao nhiêu nhà đầu tư tiếp theo họ sẽ bị che mắt như vậy và không nên các anh chị theo quan điểm của hùng nên thì các anh chị làm nghề hoặc là các anh chị uh, tư vấn thì chúng ta nên đưa được những cái gì giá trị về kiến thức chứ các anh chị đừng có đưa những cái cái cái, cái gọi là những cái cục format đó, những cái cục bánh mì mà quết đầy format nó ngọt như vậy cho nhà đầu tư nó nó tối tăm lắm các anh chị và 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 nó không nên đó và chúng ta nên uh, có những cái góc nhìn làm sao đó để cho giúp anh chị em cộng đồng nhà đầu tư chúng ta có kiến thức có nền tảng rồi chúng ta từ từ chúng ta đi và chúng ta tích lũy thêm kinh nghiệm để chúng ta đi chậm đi chắc đi dài đi bền ở trên thị trường chứng khoán. Ok. <laughs> bản tin tuần này thì hùng Lê xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo.